Okay, so I think that I'm going to be starting our class tonight. It's going to be a short story. Sẽ là một câu chuyện ngắn anh chị ha, và cũng là gần để Giáng sinh. But before that, I'm going to be telling you something about O. Henry, the author, and I'm wondering if you have read the stories. Cả anh chị đã đọc cái câu chuyện này chưa ạ? Either in Vietnamese or, in English, because I assigned you the reading yesterday. Chị Mỹ Thanh đọc chưa ạ? Dạ chưa cô ạ. Chị Em ít đọc truyện lắm cô ơi. Mỹ Thanh dễ thương ấy, thiệt tha Dạ. ấy. Dạ thật thà cô ơi. Anh Thơ em cũng ít đọc nữa ạ. Yeah. Dạ. Anh Tôn Thất Tôn đọc chưa? Anh tương lúc Okay, so he's not here. All right, so like I said, I'm going to be telling you something about O. Henry. dạ Yeah. em chưa gọi À, dạ vâng ạ. Cả anh chị bận rộn quá ha. Okay. hai chiếc lá cuối cùng phải không cô? Dạ không, nấy là qua món quà Giáng sinh ạ, là quà tặng những người thông thái ạ. Dạ. Hôm qua chúng ta còn nói với nhau đấy, là thực ra thì một trong hai tác phẩm này đều có thể ok đấy, tại vì là cùng một tác giả hả, và đọc mà không hiểu không sao đâu ạ. Tí nữa thì chúng ta sẽ cùng 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 phân tích với nhau hả? No problem. Và ngày hôm qua em có hỏi ý của anh chị là anh chị muốn là nói tình cảm chút hay là sao á, phải không nào? Và mọi người nói là muốn có chuyện tình cảm tí. So that's why I assigned this one, okay? O. Henry, his real name was William Sidney Porter. And he was a son of a doctor and an artistic mother. And he was born in 1862 in North Carolina. At the age of 15, his formal schooling ended and he took an apprenticeship at his uncle's pharmacy. And shortly after his marriage in 1887, he began perfecting his short stories, which previously had written simply to entertain friends. And to pay the bills, he took on a job as a banker and worked as a reporter and occasional cartoonist for a Houston newspaper. Right. This is in Texas. Như vậy ông chuyển về Texas cả anh chị ha, và làm việc như là một nhân viên nhà băng, cũng như là minh họa một số cái truyện tranh, phải không ạ? Và cho một số các cái tờ báo để có thể đăng tải cuộc sống. And eventually he wrote around 300 red short stories and 65 in 1904 alone, during his 10-year literary career. And nearly all the stories included in this signature surprise ending, or snapper, as he called it, right? O. Henry là một người rất nổi tiếng với truyện ngắn, và truyện ngắn của ông thông thường có những cái kết mà nó hết sức là đặc biệt. And in order to explain this, you just want to take a look at, his life in details. So his personal life was full of twists and turns, and making his interest in the surprise and twisty endings understandable. For example, he basically was imprisoned. Ông là một người đã từng ngồi tù, anh chị, vì một cái sự cố là cũng liên quan đến một cái án mạng. Và khi mà ngồi ở trong tù như vậy thì ông gặp rất là nhiều những cái biến cố, phải không ạ? Cũng như là những cái con người với những cái câu chuyện hết sức là khác nhau, và cái đó chính là cái chất liệu cho rất là nhiều những cái tác phẩm của ông. Thì ở đây á, thì là cái việc mà ông có được rất là nhiều những cái câu chuyện khác nhau đó, nó xuất phát từ cái việc đó là ông đã cứu được một cái người quả tù mà bị nhiễm thạch tín.
Cho nên là ông được cho phép là đi lại một cách tự do ở trong nhà tù trong khoảng thời gian tầm khoảng 5 năm như vậy, và kể chuyện cho người ta nghe cũng như là thu thập những cái câu chuyện mà ông có. Và một trong những cái tác phẩm mà nó gọi là nó ngắn cái tích gọi là Irony, còn chữ gì đó là miệng mai của ông Henry, là một câu chuyện về một người tu đi ra khỏi được tự do đấy các anh chị, và đang mơ tưởng về cái sự tự do đó thì bỗng nhiên mặt trời một chuyện mà rơi và không còn cái nơi nào để quay về nữa, thì cảm giác là nhớ đến cái chỗ nhà tu khi mà mặc dù là bị giam cầm như vậy nhưng mà vẫn có về chắn ấm và vẫn có thức ăn, và vì vậy mà cuối cùng được quyết định là đi ăn cắp một ổ bánh mì trước mặt một người cảnh sát để có thể quay trở lại vào tù, ví dụ như thế. So you have like a lot of snappers, it means a very surprising kind of ending. And he's very famous for that. And like I said, you know, yesterday, I told you about, you know, three authors, ba tác giả mà vị truyền ngắn được nổi tiếng nhất trên thế giới. Và trong đó thì có ông Henry, là bởi vì cái đặc điểm, tức là gọi là cái điểm rất là đặc sắc ở trong tác phẩm của ông đó, phải không ạ? And his philosophy on writing can be encapsulated in two of the following quotes. The first one is that, I'll give you the whole secret of short story writing. Rule number one, write short stories that please yourself. There is no rule number two. Như vậy, tuyệt lý của ông đó là viết những câu chuyện mà khiến bạn hài lòng và không có nguyên tắc thứ hai. You can't write a short story that's got any life in it by sitting at a writing table and thinking. You've got to get out into the streets, into the crowds, talk with people, and feel the rush and throb of real life. That's the stimulant for a story writer. Như vậy ông nói rằng bạn không thể nào viết một cái câu chuyện mà có cái sự sống sống nó bằng cách là ngồi ở một chỗ suy nghĩ, phải đi ra ngoài đường phố đó và đi vào trong hạt giống nói chuyện với người khác, cảm nhận được cái sự hối hả và cái nhịp sống của cái cuộc sống đó, và nó chính là cái chất mà liều, phải không ạ? The stimulant nó là kích thích đấy, phải không ạ? Cho một nhà văn, right? Now he resided mainly in New York. Although he also wrote stories in the West, Deep South, and New Orleans, and his characters include a wide variety of people like cooks, thieves, policemen, cowboys, aristocrats, con men, poverty-stricken, and millionaires. You name it. I mean, different kind of classes in the society. He got that particular opportunity. Thế thì cái trải nghiệm của ông với tư cách là con của một vị bác sĩ, phải không ạ? Và một người mẹ rất là tài hoa như vậy, cùng với việc là vào tù ra tội và làm ở nhiều vị trí khác nhau, đã cho phép ông có thể tiếp xúc được với rất là nhiều những cái mặt đời. Cho nên là cả cái nhân vật ở trong cái những cái câu chuyện của O Henry, tức là nhân vật trong chuyện O Henry này hết sức là đa dạng, right? Now in the stories, you can still feel a lot of kind of different kind of historical influences, you know, especially you know the Civil War and the assassination of Abraham Lincoln or the rise of small press publishing around 1904. So, you know, all of these things together basically helped to propel, you know, Henry's rise to fame. And he was very well known and widely read and well loved by the American people because somehow, you know, he was able to tap into what we say the deepest kind of layers and conflicts and you know the internal or the eternal kind of feelings of different classes in the society as a result. So he's again very well known for snapper or twist endings and writing about ordinary people and making readers root for the underdog. Có nghĩa rằng là ông là tượng trưng cho cái tiếng nói của những người mà thấp cổ bé họng hơn ở trong xã hội, và cái đó cũng là một phần mà tạo nên những cái nét rất là đặc sắc ở ông Henry.
Chốc nữa khi cả anh chị đọc câu chuyện này, cả anh chị cũng sẽ thấy rất là rõ cái sự nghèo khó của một cặp vợ chồng, nhưng mà nó lại được lãng mạn và thi vị hóa, và nó làm cho cái nghèo khó đó trở nên không có ý nghĩa gì nữa. Và nổi trội đó chính là cái tình yêu thương cũng như là cái sự hy sinh mà của con người dành cho nhau, một cái depiction mà nó rất là thú vị, phải không ạ? Now, Henry's first collection, Cabbages and King, appeared in 1904, and the second one is The Four Million, was published 2 years later and included his well-known stories, The Gift of the Magi and The Furnished Room. The Trimmed Lamb included The Last Leaf. Như vậy, cái tác phẩm là quà tặng Giáng sinh, như là quà tặng của những người thông thái này á, là nó nằm ở trong cái tuyển tập thứ hai, đó là The Four Million, right? Trong cái tác phẩm mà chị Lạc vừa cùng chúng ta đừng đọc đó, thì đó là nằm ở trong cái tuyển tập thứ ba. And his best known work is perhaps the much anthologized The Ransom of Red Chief, included in the collection Woolly Leaks and The Heart of the West, presented tales of the Texas Range. And altogether, you know, he got like 10 collections with over 600 short stories during his entire life. Thế là cả anh chị có hình dung là trong suốt cuộc đời của ông thì đã xuất phát bản đến 10 tuyển tập, và trong đó là trên 600 truyện ngắn. Mà có một cái giai đoạn khi mà ông viết được nhiều nhất, đó là trong vòng 10 năm mà ông đã có thể viết được là trên 300 truyện ngắn, phẩm ạ, là một người được xem là rất là gọi là productive, right? Very prolific, if you will. Now our story tonight, The Gift of the Magi, is one of O. Henry's most famous stories. And his first collection of short stories has been anthologized many times since then. And the story contains many of the elements for which O. Henry is widely known, including like poor and working class characters. But at the same time, you have the juxtaposition of a very humorous tone, realistic detail, and a surprise ending. The main reason, you know, given for its enduring appeal, it means that, you know, it's so popular still even today, is its affirmation of unselfish love, unconditional love. And such love, the story and its title suggest, is like the gifts given by the wise men called Magi, who brought gold and frankincense and myrrh to the newborn Jesus, right? Như vậy trong truyền thống của những người theo đạo Thiên Chúa đó cả anh chị, thì là Giáng sinh là lúc mà người ta dành cho nhau những cái điều tốt đẹp nhất, giống như ngày xưa khi mà Chúa Giêsu chuẩn bị chào đời đấy, thì rất là nhiều những cái nhà đạo sĩ ở đây, chúng ta có cả nhà đạo sĩ ở phương Đông, còn là những nhà thống thái, đã mang vàng, mộc dược và nhũ hương để mà thờ lạy tức là con của Chúa Trời xuống đó. Thì cái tác phẩm này nó lấy cái nguồn cảm hứng từ cái điểm cố điểm tích đó để phát triển thêm về cái tradition được gọi là tặng quà cho nhau vào những cái dịp Giáng sinh. Và đây chúng ta qua một cái câu chuyện hết sức là dễ thương, là một cái câu chuyện tình yêu giữa đối vợ chồng trẻ rất là nghèo, but a lot of sacrifice that they use together. They provide for each other. Bây giờ để cho cái câu chuyện này nó dễ hiểu hơn cho các anh chị, thì em sẽ show cho các anh chị một cái đoạn phim ngắn đấy. Sort of like a short movie adapted. Câu chuyện cái phim ngắn này nó được chuyển thể từ cái câu chuyện đó, và chúng ta sẽ xem để chúng ta biết sơ qua nội dung, và sau đó chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau. Bởi vì là đọc thì anh chị có một số có đọc rồi, nhưng mà có một số chưa đọc và sẽ mất thời gian và hơi dài một chút. So instead, you know, we change and we take a look at the movie, okay? Anh chị có thể mở hình em chia sẻ với mọi người không ạ? You see next? Yeah, dạ có. Okay. End of the century, friends, social leaders in New York claimed that only 400 people were worth knowing. In disagreement, O. Henry wrote a volume he called The 4 Million. He thought everybody was worth knowing. Now the very term 400 is almost forgotten. From The 4 Million, the gift of the Magi is as fresh and alive as the day it was written. O. Henry said, the Magi were the wise men, the wonderfully wise men who brought gifts to the babe in the manger. They invented the art of giving Christmas presents.
and that invention was still operating when this story begins in the year of our Lord, 1905. Good morning, Mrs. John. Oh, good morning, Mr. John. Compliments to the cook on this morning's coffee. I made the coffee myself this morning. Cook isn't here today. I gave all the servants the day off. It's Christmas Eve, you know. Oh, it is. I haven't bought your present yet. Oh, well, it's just as well, because I've changed my mind again. Oh? Yes. I decided I don't want the diamond tiara. No, I must have a sealskin coat. You see, it's the only fur I haven't got. Well, I simply must have it. All right. I'll buy it right after lunch. Lunch. I'm glad you mentioned that. Now, tell me the truth. You were a bit weary of going to Delmonico's every day. Of just this once, wouldn't you like something from home? Wrapped up in a cunning little box. That'd be very nice. Well, you have it. Great meat of turkey, brandy cherries, a bit of chestnut dressing, and let me see. Oh, yes, some of those little ice cakes you were so fond of on our honeymoon in Paris. Della? Yes? Is it awful not having all these things for real? I have you, and that's for real. What a pass. Well, let's see if St. Benedict is on time this morning. What's on earth? He's a whole minute fast. That gives me one more minute to tell you I love you. Again. I remember the first time I saw you, just a year ago. At Mr. Clark's Christmas party. I thought, someday I must take out the pins and see that hair fall down on the list. Thank you, willing to marry you. Not at all. I was so glad I went to that party. I saw you almost at once, and I thought to myself, if he's married, I shall ask her to give him. Mrs. Young, what an improper thought. I thought no one would introduce us, so I asked you for the time, remember? And you brought out your beautiful watch. It must be very rich. For one wonderful moment, there is no one at that party but you. No one in the world but you. You and wonderful watch. It is handsomest. The handsomest in New York. You should have a platinum cocktail instead of this leather string. Jim? And it's so sick. Your Christmas present. I've been wondering what to get you. A platinum watch with diamonds to match my tiara. You changed your mind, remember? The sealskin coat. Can't we afford those? 26 after. Not unless I get down to the office and earn some money. It'll only take me a second. How long would you admire the butcher shop? It's better today, thank you. Good morning, Mr. Oh, well, it's a nice day. Tomorrow you can stay inside where it's warm. Take care.
haven't cheated in life. It's terrible in her head. They once were worn by a Chinese empress. Plus $25. Jim! I priced them the day before yesterday. I thought maybe if they want the to... The diamond tiara will look much better with the seals. Now come on, we'll be late for work. Well, Joe, Christmas dinner, tell me, aren't you getting a little tired of Jim? What about a goose stuffed with apples or a duck with orange sauce? Yeah, whatever you like. Surprise me. But don't stay on your feet too long. You know what? Short said a walk every day was good for me, and she had 7. You want something? Oh, like a pound of ground chopped beef and a half pound of sausage. Would that be enough to make a meal? Just the 2 people? I suppose so. What can I do with a dollar and 87 cents? Yes. How are you, Maurice? I am. What can I do for you, madame? Do you buy hair? It's good, yes. Would you buy mine? Well, let's have a look at it, madame. Right in here, sit down. Oh, it is magnificent. It is beautiful. Such quality. Such beauty. Such sheen. It's not bad. I will give you $20. Wendy, couldn't you please give just a little bit more? Say $22.50. $20 is my price for this particular length and thickness. Take it or leave it. Well, can you cut it quickly so I won't change my mind? Oh, naturally, madame. Naturally. That is better if you close your eyes. Oh.
You're right. The clock's 4 minutes slow. Young. Yes, Mr. Clark. You show a great deal of interest in the time. Yes, sir. I might remind you the time is what I'm paying you for. At $17.50 a week. Yes, sir. 54 hours a week, that's nearly 33 cents an hour. Approximately half a cent a minute. That's right, sir. Time, young man, is money. Christmas Eve here is just December the 24th. I understand, Mr. Crump. $0.02. How much is 2 cents? 4 minutes. I was counting on his letting us off early today. Got to get a present for Margaret. What are you going to buy for your wife? I don't know. It all depends on the size of our Christmas bonus from old Crump. I don't think it'll be $500. $500? Not likely. That's what a sealskin coat costs. Tell me, Bill, why does a woman want to wear the skin of a seal? Oh. Gentlemen, your attention for one moment. I'm sorry to announce that the car business has been very poor this year. As you keep my books must know, there will not be the usual Christmas bonus. However, because I've dispensed with the usual Christmas party, I am adding per capita the cost of that party to your checks. Each of you will receive an extra $3. Merry Christmas. Sure, Jim. For that $3, you can buy one sealskin earmuff. Check, Flannery. He is written, eh? For your husband. He is quiet, but he's a big fan. Describe. Oh, I thought you meant Jim, my husband. Maybe I did. He must be a good man if you marry him. The only father I've ever seen was not just an old watch. It was his father and his grandfather. And it will be handed on down to him. Daddy, if we have a son. And you will. You will have a boy. His father will bring you luck, I bet you. Mr. Matthew, all I have. $21.87. I'm sorry. I'm the best lady. Do you think I'm squeezing blood out of a stone? Will you? With a special pipe. I wish you a Merry Christmas. I don't know. Hello. Do I want everyone to have a Merry Christmas, even Santa Claus? Please,
again. You know how fast my thing moves. But what? I cut it off and sold it. I couldn't live through Christmas without giving you a present. Cut off your hair? Yes, and sold it. But it doesn't matter so much, does it, Jim? I'm still me, don't I? I can't believe it. Your hair. It's gone. You didn't even look for it, Jim. Sold it. Jim, tell me. Tell me how to call it, even if you don't pay me, tell me. Say Merry Christmas and open your present. Why, it's all right, darling. It looks fine. It's more than a haircut to make me love my girl any less. Honestly, I stopped on my way home and bought something. Oh, Jim. So fast, Jim. Why is he not in the way of them? You haven't opened your present, darling. Beautiful. You'll have to look at your watch 100 times a day now. Put it on and let's see. Della, darling, why don't we put our Christmas presents away for a while? They're much too nice to use just now. You see, I sold the watch to buy you the combs. She. Okay, so that is the movie. Okay, that's sort of like a short scene that is adapted from the story. So you understand the story now? Anh chị hiểu câu chuyện bây giờ chưa? Dạ rồi cô. Cái này hình như có trong hệ giống tâm hồn á cô. Hồi nhỏ em có đọc rồi. Okay. Yeah. Anh Tôn Phúc Tuấn có định hỏi gì ạ? Hay là sao ạ? Did you just raise your hand? Dạ, hôm nay em có thể tóm tắt lại cái nội dung của cái video cô vừa cho xem được không cô ạ? Dạ vâng. Dạ dạ. Dạ. Tại vì do là mấy hôm nay cô cũng có hỏi nhưng mà em cũng chưa sắp xếp được thời gian cá nhân nên là cũng rất là ngại. Okay, well thank you. I appreciate it. Yeah. Dạ dạ. Thì trong cái tác phẩm Mộng Qua Giáng Sinh của O. Henry thì trong đây là một cái trường hợp khi đã chuyển thể thành phim thì trong cái đoạn phim ở trên thì trong cái lễ Giáng Sinh thì gồm có hai nhân vật đó là Jim là chồng và Della là vợ thì hai vợ chồng thì sống trong cái sự nghèo khó nhưng mà lại muốn tặng cho nhau món quà Giáng Sinh món quà vào lễ Giáng Sinh nhưng mà với cái số tiền ít ỏi. Della thì muốn tặng cho Jim một cái giấy đồng hồ quả quýt bằng bạch kim. Còn đối với Jim, thì muốn tặng cho vợ mình là một cái bộ kẹp tóc đỉnh đá quý. Tuy nhiên thì cũng thấy là
Đeo lá thì khi mà hai vợ chồng dẫn nhau đi đi lựa chọn cái món quà thì dừng ở cái cửa hàng sofa rồi là ở cửa hàng ẩm trà. Thì khi mà đến cái cửa hàng giấy đồng hồ thì Đeo lá đã nặng lại, và cái giá của cái giấy đồng hồ đấy thì là 22,5 đô la. Tiếp tục là đến với cái gian hàng kẹp tóc thì với giá là 25 đô. Thì James và Đeo lá có vẻ là rất là thích hai cái món quà này để tặng cho vợ và chồng của mình. Thì hai món quà này thì thực sự là rất là đắt với cái giá trị mà với thực sự rất là xa xỉ. Cái món quà này thật sự rất xa xỉ với cái sự nghèo khó của hai vợ chồng. Thì Đeo lá đã về nhà, và trong quá trình đã tìm ở trong cái ống héo của mình á, thì là có được sau khi kiểm đếm thì có được 87 cent. Thì cô mới quyết định là khi mà cô nhìn vào cái cửa sổ ban công của mình á, thì mới thấy một cái cửa hàng tóc. Thì cô đã quyết định, cô đã trong đầu đã lóe lên cái suy nghĩ đó, chính là cắt cái mái tóc dài và đẹp của mình thì để làm lấy được cái số tiền để mua quà cho Jim. Có nghĩa là khi mà bán cái mái tóc đấy thì đến được cái cửa hàng tóc á, thì ông chủ cũng đã khen tóc cô là đẹp, tóc cô đẹp và ngả giá là 20 đô la. Tuy nhiên thì với cái món quà với cái giấy đồng hồ á, thì nó lên đến 22,5 đô, thì cô cũng có ngả giá. Tuy nhiên là cũng chỉ là sau khi ngả giá thì ông chủ thì cũng chốt lại với cái giá là 20 đô la mà thôi. Thì cuối cùng thì với 20 đô thì cô cũng đã đến được với cái cửa hàng giấy đồng hồ. Thì cũng đã cái ông chủ tiệm giấy đồng hồ cũng đã rất là vui vẻ và đã coi như là một cái món quà đặc biệt dành cho chồng cô với giá là 20 đô. Thì trên đường về thì cô cũng rất là vui vẻ, nhưng mà cũng buồn ngay sau đó, bởi vì có thể là cái mái tóc của mình cũng đã bị cắt bỏ để mua được quà cho chồng mình. Còn Jim thì Jim thì lại là muốn mua cho vợ được cái tóc bằng đá quý. Thì anh ấy đã bán cái đồng hồ quả quý của mình. Đồng hồ quả quý của mình để mua được cho vợ cái tóc. Thì nhưng mà tại vì do là ở trong cái đoạn phim vừa rồi thì cái tâm lý của Jim thì cũng không được thể hiện rõ, nên là em cũng không rõ cái đoạn này không. Và khi mà trở về nhà thì Jim đã rất là bất ngờ khi mà Đeo lá đã không còn cái mái tóc dài như trước, và cô ấy cũng đã an ủi chồng bằng cách là nói là cái mái tóc này thì cũng sớm sẽ mọc nhanh lại mà thôi. Hai người đã nghĩ rằng là sẽ cho nhau được hai cái món quà rất là đặc biệt và ý nghĩa trong cái dịp Giáng sinh. Thì tuy nhiên thì cả hai đều bộc lộ cái sự hơi thất vọng một tí. Tuy nhiên là sau đó thì cả hai đều vui trở lại bởi vì là cũng đã vì nhau và hy sinh cho nhau để có một cái món quà Giáng sinh ý nghĩa để tặng cho người kia. Đó là cái nội dung mà cái đoạn phim vừa rồi nói đến tác phẩm Món quà Giáng sinh của O'Henry ạ. Yes, thank you. Cảm ơn bạn Hồ Quân rất nhiều hả? Và ở đây thì chúng ta cảm nhận mình những cái việc nữa, đó là cái không phải tự nhiên mà Đeo lá lại muốn mua cái giấy đồng hồ đó, bởi vì cái đồng hồ đó nó có rất là có ý nghĩa đối với Jim. Đó là thứ mà anh nó luôn giữ bên mình phải không? Còn Đeo lá thì cái mái tóc là một cái điều gì đó mà nó tạo nên cái dấu ấn của cô ấy. I mean her beauty, right? Và cũng là thứ mà khiến cho Jim gọi là mê mẩn phải không ạ? Khi mà gọi là lần đầu tiên khi gặp Đeo lá thì đó là hai thứ quý giá nhất của họ và của cùng họ
bạn đi để có thể mua được một cái món quà cho người chồng và người vợ của mình. Right? So that is the story. Yeah, absolutely. Now, let's start with a discussion about, you know, gift giving, okay, in our culture. But our custom at Christmas, I wonder if you here in Vietnam, you buy gifts or, you know, you give gifts to other people. Cảnh gì có thật quen tặng quà cho người thân của mình trong dịp Giáng sinh hay là không? I know that this is sort of like a religious tradition, but I mean, Christmas has become so popular, and I am asking because you are from Ho Chi Minh City. Cảnh gì sống ở Sài Gòn, thế thì có lẽ là cái việc mà tổ chức Giáng sinh hoặc cái việc nó khá là phổ biến. So do you like give gifts to people that you love on Christmas Day? And if you don't, Because my family doesn't follow any religion, so Christian are Catholic, so we don't have this tradition. So you just have a Christmas party. Chúng ta chỉ có Giáng sinh, tiệc Giáng sinh thôi phải không ạ? Alright, so yes, let's talk about now. No, okay. Alright, so let's talk about gift giving then. Như vậy chúng ta nói về hay nói về việc tặng quà ấy. So when do you give gifts to other people, the people that you love or the people around you? Khi nào thì mình tặng quà cho người mình người xung quanh mình ạ? When we want to express thank you to some other people, especially the respectful people, or someone help us in the difficult situation, especially in the church. Okay, so you give people who are in higher position in the workplace, all right? Như vậy tặng quà trong những cái chị nói là trong công việc phải không ạ? Right? Did you say that? Yeah. Yes. Okay. Miss Ho, you say that in special occasions. What are the occasions that you think are special? Dạ thưa cô, em nghĩ là vào những cái dịp đặc biệt của cái người mà mình muốn tặng quà, hoặc là trong những cái dịp đặc biệt như trước đây thì chưa kết hôn thì Giáng sinh thì em cũng có khi em vẫn tặng, nhưng mà sau khi kết hôn rồi thì cái dịp Giáng sinh này thường là dành cho gia đình và đại gia đình lớn, cho nên là không có tặng quà cho cái người cùng người thương của mình nữa, bởi vì lúc này quá nhiều người thương rồi cô, cho nên là thường là sẽ dành một cái bữa tiệc đó, thì nó sẽ dùng cho nhiều người. Còn trước đây thì cái dịp Giáng sinh thì em cũng vẫn tặng quà cho những cái người mà đặc biệt xung quanh mình này, chắc có người yêu quá. Okay, yeah. Yeah. So very good. Yeah, special occasions and special people. So have you ever received a precious gift from someone? Anh chị đã ở giờ nhận được cái món quà gì đó mà rất là quý giá, vô cùng quý giá từ một người nào đó khác chưa ạ? And how did you feel about it? I already received the necklace from my mother when I was in the 14. When I prepared to graduate from the high school to say goodbye to my mom to go to the senior high school in the city. Yeah. Is it a valuable thing? Until now, I have been keeping it during my life. Okay, and how did you feel when you received such a precious gift? When receiving it, I feel very motivated because it's a symbol for my mother's love, especially her care of me. Yeah, and when I have any difficulty, I just open the box and see it, so I feel very
very warm from my heart. Okay, so what I hear from you is that it's not the price, okay, of the gift, but it's more about love and the care that you feel from your mother that makes that gift very precious or special. Is it right, Ngọc Lan? Yes, yes. Okay, very good. Như vậy cái tình cảm và cái sự quan tâm là cái điều mà khiến cho chị cảm thấy là qua đó là nó quý giá. Now, what about you? Have you ever given any kind of precious gift to other people? Vậy thì cả anh chị sao ngoài việc nhận thì đã lúc nào mình tặng cho một người mà mình yêu quý và ông anh là một ai đó một cái món quà mà rất là quý giá chứ ạ? Ngày đi lớp mình đi học hết quả hè có ba mấy mấy anh chị á. Anh Đoàn Xuân Sơn có trả lời được không nào? Hello? Hello? Dạ rồi. Vậy thì mời cả anh chị khác ạ. Cả anh chị có tặng quà quỷ cho người nào bao giờ chưa ạ? I have one time in my life. This is very special thing for me. When I graduated from the university and I have the first job in my life, so I saved the first salary to buy a very beautiful dress for my mom. Yeah. Okay, and how did you feel about it? I mean, when you gave the present to her, that beautiful dress to her, how did you feel? The first feeling I had when I gave the present to my mom, I saw my mother smile and I feel very satisfied the very high esteem about myself because I know my mom can be pleasant and can be confident of myself. Yeah, I have the dependence I can be dependent on myself without her supporting anymore. Oh, okay. Yeah. So sort of like two different kinds of feelings, right? Như vậy chị có hai cảm xúc phải không ạ? You felt happy because your mother sort of like she seemed to be very happy with the gift because she was smiling. And the second thing is that you felt like you're proud of yourself because you have become independent, right? Yes. Okay. Different feeling from the receiver and the sender. All right. Now, Ms. Hương, you said that you haven't given anyone anything that is precious, and because of the limited budget, well, how do you define the term precious? Vậy thì theo chị cái ý nghĩa của cái chữ precious tức là một cái món quà quý phải là một món quà như thế nào ạ? How do you define it? Dạ cô. Dạ em nghĩ là cái món quà quý thì nó cũng không có đến cái giá trị lớn đâu, nhưng mà nó phải tức là ví dụ như là đặt vào trong cái hoàn cảnh là mình cần đến nó. Thế còn cô hỏi là cái đã tặng cho ai cái món quà gì chưa thì quý giá trị chưa thì em chưa có cái tặng cho người thân hay là ai cái món quà giá trị, nhưng mà ví dụ như là bố mẹ mình chẳng hạn thì mình cũng chưa tặng một cái món quà nào mà kim cương hay hạt xoàng hay là cái gì có giá trị. Nhưng mà theo em thì cái món quà mà có giá trị nhất đối với bố mẹ đó là cái hạnh phúc của con cái của con cái mình ạ. Okay, so make sure that you're happy, right, and you're independent and you are good, and then your parents will be happy. Okay. Yeah, mời anh Sơn ạ. In my opinion, that's the gift is the thing you use every day. For example, I have a group of my close friends. We before the birthday, around 1 week or 2 weeks, we always ask him or her that what would you like to do for your birthday gift in this year.
and they will send the link for the gift. They would like us to buy for them, and we will buy it and send it ship to his house. Okay, so you think that, you know, a precious gift is the gift that the person will use very often, right? And almost like on a daily basis, and something that is necessary for someone, right? Như là anh nghĩ là tài quý giá là cái mà có thể khiến cho người ta có thể sử dụng hàng ngày và là điều họ cần, phải không ạ? Quà là phải là một cái món đồ mà người ta cần. Chứ còn thật sự ra còn về cái người ta surprise á, thì rất là khó để có thể làm surprise một người nào đó, thì thật sự họ phải rất là thân thiết và cũng như là phải hiểu cái tính cách, cái characteristic của họ thật là kỹ. Nó rất là take time. Nên là em chỉ cần hỏi thẳng luôn là bây giờ thích quà gì, gửi đường link qua, mua quà, xong. Okay. Well, thank you. Yeah, that sounds really interesting. And you said that you always buy gifts for yourself. How is that? I mean, why? For example, I really like some bag or some shoe. So actually, I'm not a person spring a lot of money for fashion. So I always try my best to save the money to buy the best shoe or the best bag I really like. And for a special celebration such as the birthday or Christmas. I don't want to spend a lot of money for shopping always. Okay, and so you usually buy stuff for yourself, okay? Because you think that you can choose the best for you, right? Vậy thì khi mình mua quà mình tự biết mua cho mình cái gì nữa không ạ? It's like no guessing and stuff like that. I mean, it totally makes a lot of sense to me when you say that it's sort of like it takes a lot of time, right? It takes time to do some guessing. Okay. Awesome. Now, one last question before we move to the main, you know, content of the story and we analyze it together, okay? Which do you prefer, to give gift or to receive gifts? Anh chị thích gì hơn, thích tặng quà hay là thích nhận quà? Yeah, Miss Ngọc Lan. I would like to be a gift sender, a giver. Yeah, a giver. The reason when I give the presents for to the other, I can feel the happiness from this person, as well as I can consider myself as the useful act. And I can contribute the happiness to the person. For me, it's a very important. And for most of all, I can keep the connect. I can keep the best connect with the with this person. Yes, that's all. Okay. So you have good connection and then you feel like you are useful, and that's why you love giving gifts. Okay, Ms. Ho, you said that you love giving gifts as well. Why? Do you have a different reason from Ms. Kaplan's reason? Yeah, thưa cô thì thật ra thì bảo nhận quà thì ai cũng thích thôi. Nhưng mà bây giờ không hiểu thì tại sao em lại có cái cảm giác là em thích là người đi tặng hơn. Bởi vì em cảm thấy, tức là nếu mà cái người mà họ nhận được quà của mình á, mà họ thích á, thì tự nhiên mình cũng thấy vui. Còn khi mà người khác tặng quà cho mình á, thì nếu đôi khi mà nó không phải là xuất phát từ tình cảm, mà nó xuất phát từ công việc á, thì em cảm thấy là nó không thoải mái. Dạ. Còn giống như bạn Sơn nói đó, là mình thích gì thì mình sẽ đi tự mình mua theo cái ý thích của mình á, thì nó sẽ là hay nhất. Do đó thì đến thời điểm này thì em thích là em sẽ là người đi tặng quà cho người khác nhiều hơn. Còn chắc chắn là người khác mà xuất phát từ tình cảm mà tặng quà cho mình thì mình vẫn vui, rất là vui rồi ạ. Oh, okay, interesting. Yeah. Okay. I Dạ rồi, bây giờ chị
Chị Mỹ Thanh với là chị Nga là nói là chị Hồng sẽ tặng quà cho hai chị ở kiểu. Miss Nga, can you explain why you say that you love both? Tại vì sao chị nghĩ là chị thích cả hai ạ? Why so? Dạ, thưa cô là em theo cái quan điểm của em thì lúc nào em cũng thích cả hai, em cũng thích được tặng quà và em cũng thích tặng quà cho người khác. Ví dụ như là em thường thì em sẽ tặng vào cái dịp sinh nhật là nhiều nhất, còn thường xuyên những cái ngày còn lại, những cái ngày đặc biệt thì là em thường là em sẽ mua theo cảm xúc. Ví dụ như là lúc mà em đi mua sắm đồ cho mình thì em thấy một cái món đồ là gì nào đó thì ngay lập tức em sẽ nghĩ là cái món đồ đó sẽ tặng cho ai, thì nếu mà cảm thấy thích thì em sẽ mua liền và sẽ tặng, không có nhất thiết là phải đúng dịp nào đó em mới tặng. Nhưng mà trong gia đình em thì có một cái phong tục đó là cứ vào dịp Tết Nguyên Đán ấy, thì là mọi người trong gia đình sẽ mua quà để tặng bố mẹ và tặng các anh chị em trong gia đình. Thì em thấy cái đó nó cũng rất là vui và nó có mang rất là nhiều ý nghĩa. Thì em nên là em mới thích cả tặng, được tặng quà và thích đi tặng cho người khác nữa. Okay, so I think, you know, from the beginning until now, I can see that, you know, for us, it's not the gift itself, right? Như vậy bởi chúng ta không phải là cái món quà, cái giá trị thực sự của món quà, mà là what is behind that, mà cả đằng sau cái món quà đó, phải không nào? So you talk about love and care, is something that, you know, really matters to us, right? Chứ không phải là thực sự là cái món quà đó. Mặc dù ở đây cũng có một số anh chị nói rằng là cái quà đó phải là cái quà, chẳng hạn như là anh Sơn nói rằng là, you know, it must be something that is realistic and, you know, you can use it, right? But what I hear from you is basically, you know, it is the care and the manner, cái cách thức mà chúng ta đưa cái trao tặng cái món quà đó, phải không nào? It's what really matters to us. All right. Awesome, thank you for the sharing. Cảm ơn cả anh chị rất là nhiều á. Và thực ra thì hôm nay có một cái điều mà khá là thú vị. Ở đây có một cái thuyết mà gọi là trong xã hội học đó cả anh chị. Họ nói về cái gọi là cái tôi, you know, you talk about ego. Sometimes, you know, they say that it is said that the feeling of being useful and being helpful, cái cảm giác rằng mình hữu ích hay là mình có thể mang lại cái niềm hạnh phúc cho người khác, và cái đó nó là một sự củng cố của cái sự tự tin cho cá nhân mình. So sometimes, you know, it is not that giving away, you know, giving something away make other people feel good, but makes you feel good, okay? Which is a really kind of interesting dynamic, and then we're going to be talking about that a little bit later when we analyze the story together, okay? But now let's continue with, you know, the story. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần đọc rất là ngắn thôi ạ, để thấy được cái tình trạng của Dala và Jim. OK. Ở trong cái bộ phim đó thì cả anh chị thấy rằng là hai người này lúc đầu nói chuyện như thế nào ạ? Cả anh chị? Cô này cô nói là cô cho người hầu nghỉ việc phải không ạ? Rồi nói đến những cái thứ xa xỉ như là Paris này nói thế kia, mà có thật không ạ? Dạ, lúc đầu vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn cho nên là hai người phải cắt giảm hầu như là toàn bộ chi tiêu ạ. Cho nên cô đó cũng không cảm thấy vui vẻ khi mà Giáng sinh về. Okay, well, actually, I mean, she's not that, you know, I don't think that she wasn't so happy. She's excited about Christmas. I mean, that they live in poverty, but that doesn't necessarily mean that they didn't have like a very bad kind of spiritual life. Okay, so we have 8 questions here. Ở đây chúng ta có 8 câu hỏi. And we analyze it together again. Mặc dù có một số cảnh chị chưa đọc, nhưng mà xem phim này, mặc dù phim cũng hơi khác nhiều một chút xíu đấy ạ. So let's see, how does the story begin? What effect is the beginning of the story? How poor is Stellar and Jim's wife?
And how important and valuable are two possessions of Della and Jim? Ba câu hỏi đầu tiên bạn nhé, như vậy câu chuyện bắt đầu như thế nào? Thứ hai đó là cái hiệu ứng của cái bắt đầu này là sao, phải không ạ? Della và Jim, cuộc sống của họ nghèo khổ đến mức nào? Và những cái vật gọi là những cái đồ sở hữu đó đấy, nó quan trọng và nó có giá trị như thế nào đối với Della và Jim? Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái text một chút xíu anh chị ha. Và ngày hôm nay anh nghỉ học đâu vẫn anh chị? Is he here today? Dạ đâu có, của em ngồi nghe em nãy giờ. Oh really? Okay. Anh Nguyên đọc đi. The gift of the Magi. Anh đọc đi ạ, để cho mọi người có thể điểm được câu chuyện ạ. Dạ, không có chơi thôi. Dạ. Anh tìm chỗ tán hả? Phải không anh Nguyên? That's page number 49. Trang trang 4950 đấy ạ. $1.87 that was sold, and 60 cents of it was in pennies. Pennies of one and two at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's checks burned with the silent imputation of parsimony that shut close duly implied. Three times Della counted $1.87. And the next day would be Christmas. There was clearly nothing to do but flop down on the shabby little couch and hole. So Della did it, which instigated the moral reflection that life is made up for sobs, sniffles, and smiles, with sniffles predominating. While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home. A finished flat at $8 per week. It didn't exactly get the description, but it certainly had that word that were on the lookout of the medicancy squad. In the vestibule below was a letterbox into which no letter would go, and an electric button from which no mortal finger could cause a ring. Also, appertaining thereunto was a cap bearing the name Mr. James Dillingham Young. The Dillingham had been flung to the breeze during a former period of the prosperity when its possessors were paying back $30 per week. Now, when the income was run to $20, though, they were thinking seriously of contracting to a modest and unassuming deal. Whenever Mr. James Dilling Jung came home and reached his flat, above he was called Jim and briefly heard by Mrs. James Dilling Jung, already introduced to you as Della, which is all very good. Della finished her fry and attended to her checks with a powder rag. She stood by the window and looked out duly at a gray cat working at a gray fence in a gray backyard. Tomorrow would be Christmas Day, and she had only $1.87 with which to buy Jim a present. She had been saving every penny she could for months with this result. $20 a week doesn't go far. Expenses had been greater than she had calculated. Their own ways are only $1.87 to buy a present for Jim, her Jim. Many a happy hour she had spent planning for something nice for him, something fine and rare and sterling, something just a little bit near to be worthy for the honor of being out by Jim. Okay, thank you. Cảm ơn rất nhiều ha. So, how did the story begin? Như vậy câu chuyện là bắt đầu với cái gì đây ạ?
nó như thế nào đây ạ? And what is the effect, right? What is the effect of the beginning of the story? And can you tell how poor is Della and Jim's wife, Jim's life? Như vậy cả anh chị thấy rằng là câu chuyện bắt đầu như thế nào, hiệu ứng của việc này là gì, và kỳ hai người này nhau họ đến mức độ nào đấy ạ? Dạ cô ơi, xin lỗi, cô có thể share cái đoạn test lại được không ạ? Do em online bằng điện thoại, cô nên không thể mở được cái trình duyệt đó cùng một lúc với lại phòng học nữa. Dạ. Share cái đó, text ở trong này là share ở trên màn, màn hình đó cả anh chị hả? Không. Dạ, tại do em không mở được khi mà cùng học quá cô. Cái điện thoại em nó hơi cùi hả? Xin dạ. Cô thông cảm nha. No, no, not at all. I'm sorry, I thought that I was sharing. Sorry about that. Em tưởng là em vẫn đang share mà. Thì ra là không phải. Ok, here we go. Dạ, em thấy rồi, em cảm ơn cô. Dạ, vâng ạ. Okay, I'm just trying to zoom it just to make sure that it's sort of like, yeah, here we go. Now who can answer this question? Okay, yeah, I will tie there. Who just raised your hand? Okay, yeah, mời chị Ngọc Lan ạ. The story begins with the time of the Christmas, but both Bella and James don't have any good preparations for the Christmas. They just have $1.87, and that was all they have. And when the Christmas is coming, they don't have any good chance to take some Christmas decoration for their home as well as the good present for each other. And when the Christmas present appear on all of the seat on of the street, they just have a furnished flat at $8 per week, and they have any accounts for Christmas reservation. Yeah. Mm-hmm. Okay. Now, so that was pretty long. Như vậy cái phần chị nói nó hơi rất là dài đấy ạ. Như vậy trong này cái đoạn đầu tiên nó nói như thế nào đấy ạ? Câu chuyện bắt đầu với cái gì ạ? Một món gì ạ? Cái gì? Bắt đầu với một món gì đấy ạ? Món gì đấy cả anh chị? What is it? Bắt đầu vào cái gì đấy ạ? Dạ rồi, $1.87. Đúng rồi ạ, chị Hầu nói đúng đấy hả? Như vậy chị sao? Mình không có nói đến chuyện Christmas rồi gì cả phải không ạ? Câu chuyện bắt đầu với một món tiền mà tiền ít hay nhiều đấy ạ? Dạ, tiền ít ạ. À, rất ít. Và cả anh chị đọc kỹ này hả? Như vậy á, cái tiền này từ đâu mà có ạ? Tất cả chỉ có tiền đó thôi phải không nào? Và trong đó bao nhiêu là lần số lẻ ạ? Hoặc là bao nhiêu đồng ạ? Ở Henry Việt bao nhiêu lần số lẻ ạ? Dạ, 60 cent là đồng lẻ. Dạ, và 60 cent đó từ đâu ra ạ?
Dạ, 60 cent này thì từ 1 đến 2 và 2 em phục 2 lần của cái người bán thịt và người bán rau ạ. À? À, có nghĩa là Della đã phải làm một việc là phải ghi keo phải không ạ? Lúc thì 1 xu, lúc thì 2 xu khi mà mình đi mua gọi là đồ grocery đấy phải không ạ? Vì ghi keo cái điểm khi mà sao ạ? Once chicks burnt with the silent imputation of parsimony, research close dealing implied. Như vậy cho tới khi mà coi như là mặt mày xấu hổ đỏ bưng lên phải không ạ? Vì là coi như là mặt cả phải không ạ? Mặt quả nó có nhiều như vậy tiết kiệm từng đông một như vậy. Vậy thì and the next day would be Christmas và hôm sau sẽ là lễ Giáng sinh. Cái sự bắt đầu này, cái beginning này như thế này nó có hiệu ứng gì đấy các anh chị? What do you think is the effect of this? Nó nhấn mạnh lên cái sự khó khăn, cái tình huống của cái câu chuyện. Ok, như vậy ở đây nó nhấn mạnh đến cái khó khăn là nói tóm lại là dùng từ nó rất là mạnh, đó là cái sự bân cung với ông cảnh chỉ của đối với chồng trẻ này, right? Really, really bad. Ok, so let's continue with the next one. So how poor is Della and Jim's life? Như vậy hai người này nghèo đến mức nào các anh chị? Chứ nó đủ chứ ạ? Người ta mô tả cái gì đấy các anh chị nào? What else down here? Là mỗi tuần hai cặp vợ chồng này họ chỉ dùng có 8 đô thôi trong vòng một tuần. Sao ông có hứng? Người ta tìm thuế đấy ạ, phải không ạ? Như vậy các anh chị nhìn này, như vậy là cái như phòng này họ trả một tuần á là mấy? 8 đô. Không ạ? Và cái chữ khổng công ngay là hết sức nó rõ ràng và ấm ạ. I mean it's sort of like so clear right there. Và phía ở bên dưới thì có một cái gì đấy các anh chị? Có một cái gì đấy ạ? Một cái gì đấy? A letterbox là cái gì ạ? A letterbox là cái thùng thư ạ. Yeah, mà một cái thùng thư là sao ạ? Không có cái thư nào tới cả ngoại. Không có một cái lá thư nào hết. À, và đúng. Nó... và cái gọi là cái chuông điện cũng không có ai nhấn luôn. Okay, yes, so that is the worst of the worst, right? Như vậy để cho thấy được là nó là tầm cung của cái sự nghèo khó đó và ấm ức cũng đối với chồng trẻ. All right, now so let's move on to the next one. How important and valuable are two possessions of Della and Jim? Dạ thôi được rồi, câu này mình không cần phải nói nữa. Hay là cái đồng hồ và thêm là mái tóc, cái đó chúng ta rất là rõ trong bộ phim đó rồi. So what kind of gift is Della looking for to deserve Jim? Bây giờ cả anh chị thấy đọc cái đoạn này chút xíu ấy, lúc nãy anh Nguyên anh có đọc sơ qua một chút. Thì cô Della này cô nghĩ về cái món quà như thế nào cho người chồng của mình đấy ạ? Her Jim, right? Các anh chị đọc thì chỗ này. Và cái điều này, cái suy nghĩ này của cô mà nói đến cái điều gì, cái tình cảm như thế nào đối với của cô dành cho Jim ạ? Dạ, cô ấy muốn là Jim sẽ, vì Jim đang có một cái đồng hồ mà theo người vợ thì đó là một cái đồng hồ quý giá vàng. Cô ấy muốn là Jim sẽ trải qua một cái thời gian, tức là được sẽ có một cái dây đeo phù hợp với nó và có một cái thời gian gọi là có một cái món đồ gọi là giá trị với lại cái đồng hồ đó. À, ok, như vậy mình khoáng nói được cái điểm đó. Thấy cái điểm mà em đang highlight ở đây các anh chị thấy đó là sao? Cô ấy dự định phải không ạ? Sẽ dự định có kế hoạch làm cái gì đó cho làm gì đó tuyệt vời cho anh ấy. Uh-huh. Một cái món quà phải sao ạ? Một cái món quà phải là hiếm và nó gần với cái giá trị và cái tức là cái tức là làm cho Jim cảm thấy là tự hào khi mà sở hữu. Okay, so what does it tell you about, you know, the feeling that Della has for Jim? Đối với Della thì Jim như thế nào ạ?
đối với Bella, em nghĩ Jim là một người cực kỳ quan trọng. Yes. It's her entire world, right? Có lẽ là toàn bộ thế giới của cô ấy, phải không ạ? Right? Thì mới nghĩ đến cái điều gì đó, phải không ạ? Mà nó đặc biệt, phải không ạ? Nó hiếm. Và cái gì đó phải giá trị và phải khiến cho Jim có thể tự hào khi mà when, you know, he receives it, okay? All right, there we go. Now, ở đây thì chúng ta sẽ đi xuống phía dưới này một chút. Đó là what are Della's feelings and actions when she buys the right gift for Jim? Chúng ta sẽ nhờ anh Nguyễn đọc một tí xíu nữa, bởi vì trong bộ phim là chúng ta chưa rõ lắm cái phản ứng và ấm ấp của cô Della này, ok? Số máy cô. Dạ, anh đợi tí nha, để em kéo xuống như này một tí xíu ạ. Dạ đây, ở trang số 53 anh ấy. Chỗ 65 đúng không cô? Dạ vâng ạ, và she found it at last. Dạ, cái này là thiệt sự nó thì dưới này giúp em ấy. Dạ, she found it at last. It surely had been made for Jean and no one else. There was no other like it in any of the stores, and she had turned all of them inside out. It was platinum from chain, simple and chased in design, probably proclaiming its value by substance alone and not mere treasures, ornamentation, as all good things should do. It wasn't worthy of the watch. As soon as she saw it, she knew that it must be Jim's. It was like him, quietness and value, the description applied to both. $21 she took from her for it, and she hurried home with the 87 cents that changed on his watch. Jimmy may buy properly answers about the time in any company. Brand is the watch is, he sometimes look at it on the slide on account of the old leather strap that he used in place of a chain. When Della reached home, her intoxication gave way a little to prudence and reason. She got out her curling irons and lighted for the gas and went to work repairing the ravages made by generosity added to love, which is always a tremendous task, dear friends, a mammoth task. Within 40 minutes, her head was covered with tiny clothes-lying curls that make her look wonderfully like a truant schoolboy. She looked at her reflection in the mirror long, carefully, and critically. If she doesn't kill me, she said to herself, before he takes a second to look at me, he says I look like a Coney Island tourist girl. But what could I do? Oh, what could I do with $1.87? Okay, thank you. Yes, that one we knew, eh? Thank you so much. So, what are Della's feelings and actions when she buys the right gift for Jim? Các anh chị vừa đọc xong đó đấy ạ. Anh Nguyên vừa đọc cho các anh chị vừa nghe xong đấy. Thì các anh chị thấy là cái cảm xúc và cái hành động của Della là như thế nào sau khi mua được cái món quà đó? Các anh chị để ý có một số từ, you know, just highlight some words right there, okay? Please. Cô ấy có những cái cảm xúc của cô ấy đi như thế nào? Từ gì sang cái gì, ví dụ như vậy phải không ạ? Và cái hành động của cô ấy nó đi như thế nào đấy ạ? Okay, let me see. Yeah, Chị Ngọc Lan.
Very good. Ngay đi đây nhờ cả anh chị Hà cũng chịu tham gia nữa, hay giao mời chị Ngọc Lan ạ. Dạ, theo em là lúc đầu thì cô ấy, lúc mà nhìn thấy cái đồng hồ này thì cô ấy cảm thấy rất là vui, và vì biết rõ là cái, à em xin lỗi em nói nhầm, là nhìn thấy cái dây đeo thì cô ấy cảm thấy rất là vui và biết rõ là cái món quà này sẽ thuộc về Jim. As soon as she saw it, she knew that it must be Jim. Và sau đó thì she hurried home with the 87 cents. Sau đó cô đấy quay về nhà, nhưng mà cô với cái dây đeo đồng hồ thì cô ấy đoán là chim có vẻ sẽ chim thì sẽ rất là háo hức khi mà có thể tức là chim đang rất là muốn đi về nhà. Và khi mà chim mà nhìn thấy cái dây đeo này thì cô ấy nghĩ là chim sẽ rất là thích cái món quà. Nhưng mà khi mà đi đeo la bước vào nhà thì tâm trạng của cô ấy lại thay đổi một chút, và cô ấy cảm thấy little burdens and reason. Cô ấy cảm thấy hơi bị trầm trọng, dạ, càng cần dạ, càng trầm trọng, dạ. Dạ, dạ. Và cô ấy đã cô ấy ngồi xuống chải tóc và thắp đèn và chuẩn bị và tức là cô ấy thay đổi tâm trạng một lần nữa. Lúc mà cô ấy chải tóc thì cô ấy cảm thấy là hơi nuối tiếc. She looked at her reflection in the mirror long carefully and critically. Yeah. Ok, như vậy lúc đầu khi mà thấy cái đồng hồ, cái giấy đồng hồ đó đấy cả anh chị, thì suy nghĩ của Gia Lai chỉ có xoay quanh cái gì thôi ạ? What is it all about? Dạ, cô ấy chỉ xoay quanh xem với vấn đề đó là cảm thấy rất là hài lòng khi mà tìm được có món quà phù hợp với chi mà. Ok, yeah. Và sau đó nó đổi qua cái việc rằng là Jim sẽ sao ạ? Jim sẽ nghĩ gì, right? Nghĩ gì về cái gì ạ? Jim sẽ nghĩ gì về cái thứ nhất đó là về cái khi mà Jim nhận được cái món quà từ cô ấy. No, she didn't think about it. Cô ấy chỉ nói rằng là cái giấy đồng hồ này thì Jim có thể đang hoang mở mà xem giờ mà không cần phải giống như trước đó nữa, mở mà vì cái cũng là tệ quá thôi. Nhưng mà cô lo lắng vì việc gì anh chị và cái này nó nói đến cái điều gì ở kéo lắm. What does it tell you about Jill? Cô ấy lo lắng là không biết thay đổi cái hình dạng, tức là mái tóc như thế này thì Jim có ridicule hay không à? Okay, yeah. Yeah. You see, now this is what I want to ask you. Cái này là, đây là lý do vì sao em hỏi cả anh chị thật là kỹ, phải không nào? It's not like, you know, it's not like... thinking about Jim is going to be very happy and things like that. She just thinks that it is the right gift for him. And then she thinks about, you know, how he would think about her outlook, right? Như vậy ở đây cả anh chị thấy rằng nó không, Della không có cái cảm giác như lúc này cả anh chị vừa đề cập xong, đó là khi mình tặng quà xong cho một người nào đó thì người ấy sẽ, mình sẽ có cảm giác như thế nào? Cả anh chị thấy không ạ? Đéo là không nghĩ về việc mình sẽ có cảm giác như thế nào, rằng mình có phải là mình mang lại được cái niềm hạnh phúc cho anh ấy, có nghĩa là mình là một cô vợ rất là tốt hay là hữu ích gì này nó hay không. I mean for her, it's what? Thế này đấy là một cái thứ tình yêu mà sao ạ? Người ta gọi là self gì ạ? Selfless, right? Như vậy cái action này của cô ấy nó mang cái tính cách gọi là vì kỷ, right? She doesn't think about her, she doesn't think about her feelings, right? She just thinks about what? Jim's feelings, right? Chỉ nghĩ về cảm xúc đó của Jim, right? And, you know, I think that, you know, at the beginning I talk about the manner and the acts of giving. Như vậy cái cách mình đo và nhận và cách thức, phải không ạ? Đó và nhận ở đây
You know that the changes, cái cách thay đổi về mặt cảm xúc phải không ạ? Và nó đi từ cung bậc này đến cung bậc khác. Nhưng mà trong tất cả những cái cung bậc đó, nó không thể được gì gọi là cái sự vị kỷ ở trong cái việc làm đó của Della. Alright. Anybody or anyone wants to say something? You want to add something to this? Các anh chị có add gì thêm không ạ? Anh Nguyễn, ngày hôm nay Nguyễn có nhận được nhận xét gì không ạ? Dạ, cô này thì nói chung là cái mẫu người hết mình cho tình yêu. Cô không có nghĩ gì tới cái vấn đề cô được hay không được nữa, mà là cô chỉ nghĩ tới cái cảm nhận của đối phương thôi. Thì như cô nói đó là rất là vì tha nhân, vì người khác chứ không có vì bản thân cô. Okay, so what is Jim's reaction when he comes home and sees Della? Chúng ta sẽ qua phân tiếp ạ. Và ở đây là như anh Nguyễn đọc tiếp ấy. Con này cố chờ là anh Jim này là anh nó sẽ diễn mình mất. Bởi vì là trông giống như là coi như là mẹ của cô mà gọi là here we have like the Cockney Island chorus girl, là mẹ cô mà kiểu như là múa vui ạ, phải không ạ, ở bên ngoài vậy. Và lúc thì lại thấy mình là giống như là một cái cậu bé mà trộn học vì đầu tóc nó lồn xồn như thế. Alright, so she's afraid of that. Bây giờ anh Nguyễn đọc tiếp giùm cho em ạ. The door opened and Jim stepped in and closed it. The door opened and Jim stepped in and closed it. He looked at Tim and very serious, poor fellow. He was only 22 and be burdened with a family. He needed a new overcoat and he wore without gloves. Jim stopped inside the door, as immovable as ever at the sense of hell. Eyes were fixed on Della, and there was an expression in them that she could not read, and it terrified her. It was not anger, not surprise, not despair, not horror, not anything of the sentiments that she had been prepared for. She simply stared at her fiercely with that peculiar expression on his face. Della went up the table and went for him. "Jim, darling," she cried, "don't look at me that way. I had to cut off the show because I couldn't live without Christmas, without giving you a present. It'll go out again. You won't mind, will you? I just had to do it. My hair grows awfully fast. Say, Merry Christmas, Jim, and let's be happy. You don't know what a beautiful, nice gift I've got for you." "You cut up your hair?" asked Jim, laboriously. And as if he had not arrived at the pattern fact yet, even after the hardest mental labor. "Cut it up and sort it," said Della. "Don't you like me just well anyhow? I'm me without my hair and night." Jim looked at the room curiously. "You say your hair is gone?" he said, with an air almost of idiocy. "You didn't look for it," said Della. "It's sold, I tell you, sold and gone too. It's Christmas Eve, boy. Be good to me, for it went for you. Maybe the hairs of my head were numbered," she went on, a sudden serious whispering, "but nobody could even count my love for you. Should I put the chops on, Jim?" Okay, thank you. Cảm ơn anh ạ. All right. So, can you tell us about, you know, the reaction? Cái phản ứng của Jim khi mà về nhà và thấy Della đã không còn mái tóc vậy. Jim stopped inside the door as immovable as a settle at the scent of hell. Khi mà Jim bước vào thì Jim đã đứng hình à. Yes. Sao ạ? Dạ, và his eyes were fixed upon Della, và con mắt và đôi mắt của anh và đôi mắt của Jim thì đang nhìn chằm chằm vào Della. Và trong thoáng chốc thì
còn đều là không đọc được là trong cái đôi mắt của chim nghĩ gì, và cô ấy cảm thấy sợ nó không phải là sự giận dữ, cũng không phải là ngạc nhiên, cũng không phải là sự đồng tình, cũng không phải là sự hung bạo, mà nó cũng không phải là bất kỳ cảm giác nào mà Della đã từng trải qua. Chim chỉ là đơn thuần nhìn cô ấy một cách rất là chằm chằm và có một cái biểu hiện rất là đặc biệt trên gương mặt của chim. What does it tell you about Jim? Về cái video này nó cho cả anh chị thấy gì về chim? I think Jim was very soft because because his beloved gestures disappear. Okay, shot. Yeah. His beloved disappeared. Chị nghĩ là vì người yêu của anh ấy không còn nữa hay là sao? Giống như là cái hình dáng quen thuộc à. Similar gestures disappear. Tức là cái hình ảnh quen thuộc của cái người anh ấy yêu thì không còn nữa à, nó thay bằng một cái hình ảnh mới à. Có phải như vậy không ạ? Do you think so? Do you think that's the reason? Okay. Yeah, mời chị Ngọc ạ. Yeah, cảm ơn chị Ngọc Lan nhé. That's pretty good. But chị Hậu, you have any other explanation why he sort of like have that kind of reaction? Yeah, em nghĩ là cái ngoài những cái cảm xúc mà chị Lan vừa nói về cái anh chồng này, thì em nghĩ là còn một cái cảm xúc nữa, đó là cái món quà mà anh ấy đã chuẩn bị cho cô vợ. Tức là anh đã bán cái quý giá nhất của anh là cái đồng hồ để anh mua cái cài tóc cho cô vợ. Bây giờ thì nhìn cái mái tóc mà nó cụt ngủn như vậy thì cái món quà của anh, tức là anh cảm thấy là nó không còn cái ý nghĩa gì nữa của cái món quà của mình. Giờ mình đưa cái món quà đấy ra rồi thì cũng không biết là sự sợ nó như thế nào, cho nên em nghĩ là cái nó không thể nào tả được cái, chính anh cũng không tả được cái cảm giác của anh, và cô vợ cũng không cảm nhận được đó. Thì đấy là cái em nghĩ được là cái đoạn đó nó nói lên như vậy. Như vậy cái sốc này không phải là cái sốc, là có một cái sự thay đổi về hình dạng đó của cô Galang đó, phải không ạ? Ở đây Jim có nói này, anh Nguyên đọc tiếp Nguyên Nguyên, là tại vì đây là đọc bài nam ấy. Jim drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. Anh đọc đi ạ, đọc cho đến hết chỗ này đi ạ. Jim drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. Don't make any mistake there, he said, about me. I don't think there's anything in the way of a haircut or a shave or a shampoo that could make me like my girl any less. But if you unwrap this package, you may see why you had me going a while at first. White fingers and nipple tore at the string and paper, and then an ecstatic scream of joy, and then a week of feminine change to hysterical tears and wails, necessitating the immediately employment of all the comforting powers of the law of the flat. Okay, thank you. So, lúc này có phải em có thấy ai đưa tay phát biểu phải không ạ? Did someone just raise your hand right there? Dạ không, em nhầm đấy cô ạ. Như vậy cái đoạn anh Nguyên vừa đọc xong đó có nói phải không ạ? Em đừng hiểu nhầm phải không ạ? Không có cái có cái chuyện là một cái kiểu tóc phải không? Hay là cắt uống hay là gồi khác đi làm cho anh bớt yêu em đi được phải không ạ? Chỉ cần em mở cái quả quà này ra thì em lại sẽ hiểu tại sao mà anh lại ngỡ ngàng đến như thế. Right. Yes, so he was concerned about the significance, right, of the gift. Như vậy anh cũng lo lắng cho cái ý nghĩa của cái món quà đó, liệu nó có khiến cho người vợ của mình phải không ạ? Thấy nó có ý nghĩa là không, hay là vợ mình có dùng được hay là không. Như vậy cái này một lần nữa cùng nói lên cái gì trong cái tình yêu của Jim dành cho Della với cả anh chị. Do you think that they have the same kind of love for each other? Jim is also a selfless person.
Yes, exactly. A selfless person. Yes. Và cái đó chính là lý do tại vì sao cái câu chuyện này không ạ, nó có cái tựa đề được gọi là The Gift of the Magi, right? The Gift of the Magi. But we'll get to that, right? Vậy thì ở đây câu chuyện này cái theme ạ, tức là họ nói là cái irony. Irony là gì cả anh chị ạ? What does it mean by irony? And what is the irony that you can find out at the end of the story? Được hiểu là cả anh chị hiểu nghĩa chữ irony là gì đã? Irony là kỳ quặc ạ. Dạ, kỳ quặc ạ, dạ không phải đâu ạ. Cảnh gì? Irony là gì ạ? Who can tell me? Tức là ngẫu nhiên quá. Dạ, anh nói gì ạ? Có phải là ngẫu nhiên quá không cô? Tức là vô tình một trùng hợp. Dạ không, rồi bây giờ này, cái này nó có irony thường thường nó có hai nghĩa anh gì hết. Một đó là nó mang tính chất là chấm điểm. Alright. Nó mang tính chất là chấm điểm. Nhưng mà một cái nghĩa thứ hai đó là nó có một cái chữ chi đó nó kịch tính và thường thường nó đi ngược lại những cái điều mà chúng ta suy nghĩ. Alright. So that is irony, right? Và thường thì họ hay dịch là giống như thứ mình nói chấm điểm ái cái gì đó đấy phải không ạ? Thì họ hay dịch là như vậy. But in this situation, you know, it means that something that is ở đây cái chữ irony lúc nãy anh nói là cái trùng hợp á hả? Anh Nguyễn vừa nói trùng hợp. Tức là vô tình mà nó trùng hợp, tức là không hẹn mà gặp. Rồi, như vậy sự không hẹn mà gặp phải không ạ? Sự không hẹn mà gặp ở trong cái cách mà cho và nhận của hai người này, phải không ạ? Của hai người vợ chồng này. Và có một cái chút chi đó nó cũng có hơi có một cái chút mỉa mai theo cái cách mình nhìn bình thường, có nghĩa là mình tặng quà mà mình không dùng được theo kiểu như vậy, phải không ạ? Nhưng mà đằng sau cái sự mỉa mai đó nó lại có một cái ý nghĩa nó hết sức là lớn, right? It has a great significance in there, right? So, ở đây thì cả anh chị thấy rõ ràng là đúng là hai người này có cái sự trùng hợp đó, có nghĩa rằng là thường mà khi mà người ta yêu nhau rất là nhiều thì người ta hay nghĩ những cái suy nghĩ nó rất là giống nhau. Cái đó nó rất là rõ, phải không ạ? So, in this situation, you think for the others, right? Cái đó rất rõ. Và cái sự chấm điểm đó là hai cái món quà đó của cũng hai người này có dùng được không cả anh chị? Like, can they use it? Dạ không ạ. Em nghĩ là Bella vẫn dùng được cô, tại vì tóc thì vẫn trả được mà. Yeah, but at that particular moment, no, right? Yeah, cái comb này là cái bộ lực đó, nhưng mà thực ra là để cài, là cả anh chị, chứ không phải là chị để cài đâu ạ. Hả? Bộ đó để cài. Yeah. Yes, the comb there. Thấy trong phim cô đó cài lên đầu được, cô cho nên em nghĩ dùng được. Yeah, but that is the irony. Irony in the sense of, yeah, there is that coincidence, but at the same time, you know, they just can't make use of the gift right there, okay? And that is the twist. Cái đó chính là cái twist. Nhưng mà đằng sau đó, giống như lúc nãy em nói là cảnh chị đó là một cái thông điệp. There's a message. So what do you think is the message that you can learn from the story? Vậy theo cảnh chị thì cái thông điệp mà cảnh chị có thể nhận được từ trong cái câu chuyện này đó là gì ạ? What is that? Anh chị cùng em sẽ đọc với cả anh chị cái đoạn cuối cùng này của ông Henry Việt nhé. And you see, the Magi
as you know, were wise men, wonderfully wise men, who brought gifts to the babe in the manger. They invented the art of giving Christmas presents. Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. And here I have lamely related to you the uneventful chronicle of two foolish children in a flat, who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasures of their house. But in the last word to the wise of these days, let it be said that of all who give gifts, these two were the wisest. Of all who give and receive gifts, such as they are wisest, everywhere they are wisest, they are the Magi. Như vậy, những nhà thông thái đấy ạ, như các bạn biết đấy, là những nhà thông thái tuyệt vời, phải không ạ? Đã tặng quà cho chùa Hai Đồng ở trong mảng lửa. Và họ đã tạo ra cái nghệ thuật tặng quà Giáng sinh. Bởi vì họ là những nhà thông thái, nên quà tặng của họ chắc chắn cũng sẽ rất là khôn ngoan. À, có thể được ưu tiên thay đổi trong trường hợp là trung lập. Và ở đây thì tôi đã tác vả và thuật lại cho bạn chuyện chẳng mấy lý kỳ về hai cái đứa trẻ ngu ngốc trong một căn hộ chung cư đã hy sinh cho nhau một cách rất là ngỡ ngợ để mất đi cái thứ tài sản quý giá nhất. Tuy nhiên, điều muốn nói sau cùng với những người khôn ngoan ngày nay là trong tất cả những người tặng quà thì có lẽ hai người này là hai người thông thái nhất. Trong tất cả những người tặng và nhận quà, họ cũng là những người thông thái nhất. Ở đâu, họ cũng là những người thông thái nhất. They are the Magi. Như vậy, họ là the Magi. What is that? What is the message that, you know, he tries to say? Nhưng lúc này chúng ta có cái irony đấy ạ. Như vậy cái irony sự trùng hợp đã lập đó, nhưng mà còn một chút mỉa mai ở trong đó đấy ạ. Như vậy nhìn lại bên ngoài họ sao ạ? From the outside, they're what? Yeah, em xin lỗi là ai ở đưa tay đấy ạ? À dạ chị Hầu ạ. Dạ em thưa cô. Em suy nghĩ với cá nhân của em thôi. Đó là mình nhìn thì nó có vẻ mỉa mai, nó có vẻ là chào phúng, tức là cái cả hai đều dành cái món quà tốt nhất nhưng mà rồi họ không sử dụng được. Tuy nhiên thì tác giả cũng đã đưa một cái hình ảnh, đó là các cái nhà thông thái đem vàng, nhũ hương và mộc dược để đi đem lên tặng Chúa Giêsu. Thì em nghĩ là lúc đó Chúa Hai Đồng cũng không có sử dụng được cái món quà này. Yeah. Nhưng mà ba nhà thông thái vẫn sử dụng những cái tốt nhất của ba ông á đến tặng cho Chúa Giêsu. Thì để mình thấy được là cái món quà mà nó giá trị nhất thì là mình sẽ lấy từ cái mà từ trong tâm của mỗi một người á. Dù là người kia họ không sử dụng được nhưng mà nó vẫn là một cái món quà quý giá nhất, giá trị nhất. Và kết luận là hai cái vợ chồng ngớ ngẩn này á, họ chính là những nhà thông thái, tức là họ dành những cái tốt nhất để cho nhau. Và em nghĩ là họ tác giả cũng lấy một cái trong theo Chúa Giêsu thì em cũng nghĩ là họ sẽ lấy cái gọi là dám hy sinh cả cái bản thân của mình cho người mình yêu, thì đó là cái cốt lõi của cái câu chuyện này. Em nghĩ cái kết quả mà em khi mà em đọc được á thì em thấy đó là cái cuối cùng, thì em nhận định như vậy. Yeah, that is beautifully said. Yes, chị nói quá là hay, phải không nào? Và ở đây thì chị Hiền cũng đã nói rất là rõ hết, là giống như là ý của chị Hầu đấy ạ, là cái món quà chính là cái sự yêu thương đối phương hơn bản thân mình. And I love the way that you sort of like relate to Jesus Christ, bởi vì đúng là cái cách mà ông Henry sử dụng hình ảnh là nhà thông thái ở đây để nói đến cái thứ tình cảm được xem là tình yêu, mà gọi là yêu
yếu thể giác hơn bản thân mình đó, phải không ạ? Để có thể diễn đạt được cái sự hy sinh của Chúa Giêsu cho nhân loại, cũng như cái cách mà hai vợ chồng này không nghĩ đến bản thân mình. You just think about the other people and you show it, right? Mặc dù cái món quà nó có vẻ rất là ngỡ ngẩn, right? It seems like so absurd and so kind of useless, and it can look like a little bit kind of crazy and stupid to some people. Okay, absolutely. Thank you. Dạ vâng. Thì hôm nay chúng ta đi lại một cái câu chuyện nó khá là quen thuộc. Em nghĩ là cả anh chị đã đọc nhiều lần rồi đấy ạ. Right? You read it several times or what? Hay là đã từng nghe thấy, hay là đã từng đọc chỗ nào chưa ạ? Yes or no? Dạ rồi cô, nhưng mà nghe đến sơ sơ về nội dung thôi cô ạ. Yeah. So I hope that you have like a different kind of insights. Hy vọng là cả anh chị có một cái nhìn nó khác đi một chút xíu ha về cái câu chuyện này. Which is I think it's interesting and it's relatable, right? I mean, again, universal, nó cũng có một cái thông điệp, cũng là một cái ý nghĩa mà nó rất là chung mà chúng ta cũng có thể tự thấy mình ở trong đó, right? Cả anh chị có người nhân sẽ hay là cái comment nào khác nữa không ạ? Nguyễn có concluding remark nào không ạ? Any concluding remark? Anything that you want to say? Dạ, kết thúc ở đây là đẹp rồi cô. Em chỉ đang tưởng tượng là 30-40 năm sau rồi, lúc đó là hai người có cãi nhau hay không? Okay. Now tomorrow is going to be a very short story. Sẽ là một cái câu chuyện mà hết sức là ngắn ạ. Em nghĩ là sau này hai vợ chồng này cãi nhau rồi ạ. Anh như là, I don't think so. Anh nhiều gì hai vợ chồng đang họ có cãi nhau mà? Dạ không ạ, vì hai người này cũng không còn ở trên đời này. À sao chị nói vậy? Dạ tại vì theo em thì hiện tại cuộc sống hiện tại thì cũng có gia đình nào mà gọi là hy sinh cho nhau nhiều như vậy. À, alright. Okay. Có nghĩa là nguy hiểm đó vợ ạ. Yeah. Okay. Em sẽ gửi cho cả anh chị cái chuyện này, nó rất là ngắn, cả anh chị nghe em nói chỉ có một tức là khoảng vài trang thôi, ba trang thôi cả anh chị hết. Thì em gửi cho cả anh chị ở trên trong cả anh chị lớp trưởng á, hả? Em sẽ gửi ngay bây giờ cái email ngay bây giờ cho cả anh chị. Thì trong này á thì cái PDF mà em gửi cho cả anh chị nó sẽ là có tới tầng 3 câu chuyện, nhưng mà chúng ta chỉ đọc câu chuyện đầu tiên thôi, đó là The Story of an Hour, là câu chuyện đầu tiên cả anh chị nhé, nhớ cho em ấy. Thì trên cái trang PDF này là nó có tâm có chứa đến là 2 trang nữa hả, là cả anh chị sẽ chuẩn bị cho bài ngày mai của Kate Chopin. Và thời gian còn lại thì chúng ta sẽ nói sơ qua một chút xíu về cái bài kiểm tra cuối kỳ cho cả anh chị ha. Any comments or questions? Anh chị có câu hỏi gì không ạ? Để không thì chúc cả anh chị ngủ ngon nhé. And I'll see you guys again tomorrow. Yeah, see you tomorrow. Yeah. Yeah, chào cô. Yes, thank you. Goodbye. Chúc cả anh chị ngủ ngon ha. Yeah, chúc cô ngủ ngon ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, chào các anh chị. Dạ.